Một số nhà hoạt động vì dân chủ ở thành phố Hồ Chí Minh cho VOA hay nhà hoạt động Lưu Văn Vịnh đã bị nhà chức trách thành phố bắt hôm 6 tháng 11. Các nguồn tin nói ông Lưu Văn Vịnh, 47 tuổi, đã bị công an thành phố Hồ Chí Minh bắt tại nhà riêng vào chiều ngày 6 tháng 11. Báo chí Việt Nam chưa đưa tin về vụ bắt giữ, VOA chưa xác nhận được tin này với nhà chức trách thành phố Hồ Chí Minh. Ông Vịnh là một trong những nhà hoạt động nhân quyền ở Việt Nam, song ông không nổi tiếng. Hồi tháng 7, ông Vịnh đã tuyên bố thành lập Liên minh Dân tộc Việt Nam Tự quyết với mục tiêu đòi Đảng Cộng sản Việt Nam trao trả quyền lực cho nhân dân. Các nguồn tin cho biết cũng trong ngày 6 tháng 11, một số người thuộc liên minh kể trên cũng bị bắt, trong đó có ông Nguyễn Văn Đức Độ, 41 tuổi. Chị Nguyễn Thị Yến Nhi, cháu gái của ông Độ, nói cho đến cuối buổi chiều ngày 7 tháng 11, ông Độ vẫn mất tích và nhà chức trách không xác nhận họ đã bắt ông. Nhận định về vụ bắt hai ông, nhà hoạt động Hoàng Dũng nói: Anh Vịnh Lưu anh mới tham gia một cái tổ chức được tạm gọi là tổ chức đối lập chính trị, tức là cái tổ chức đấy nó công khai kêu gọi Đảng Cộng sản phải từ bỏ quyền lực, thì đấy là một cái rất là kỵ với lại phía bên Đảng Cộng sản về cái vấn đề đấy, nên đấy có thể là lý do chính mà người ta bắt anh Vịnh Lưu. Thế còn anh Nguyễn Độ thì mình cũng không rõ ràng, tôi cũng không rõ ràng lắm về cái chuyện này. Nhiều người nói họ thấy khó hiểu về những vụ bắt giữ liên tiếp gần đây. Ông Hoàng Dũng cho rằng các vụ này có thể có mục đích hăm dọa. Người ta bắt thì người ta bao giờ người ta cũng phải cân nhắc là nó đạt được cái nhiều cái mục tiêu nhất. Bắt những cái người mà nó cũng người ta cũng chưa nổi hẳn như này thì là nó cũng có một cái mục tiêu là người ta dọa được những người bình thường khác. Bởi vì nếu ví dụ như bắt là những cái cá nhân nổi tiếng hay là những cá nhân có tầm ảnh hưởng lớn ấy, dư luận người ta sẽ tự giải thích mình làm sao mà mình được như người giỏi được như người ta mà bị bắt, thì những người bình thường người ta lại vẫn cứ tiếp tục hoạt động. Nhưng mà bắt những cái người mà cũng chưa đến mức nổi lắm nhưng mà cũng khá là được nhiều người biết đến thì là nó cũng sẽ làm cho những người bình thường khác giật mình, sợ và tụt lại.